Xin quý vị hướng về sân khấu và chào đón nữ ca sĩ Hiền Thục. Lời kinh đơn sơ trên môi con dâng như là những giọt nước nhỏ. Có đang là chi, có nghĩa là gì? Sao mẹ tha thiết lắng nghe? Giọt nước tầm thường chỉ là nước lỡ thôi mà. Nhưng sao tấm thương nhỏ bé mẹ cần vì mẹ yêu con, tấm thương nhỏ bé mẹ yêu bởi con là con mẹ. Mẹ cần con khóc chút tình để mẹ dâng cha, để cha cho lại vô bàn rượu quý rượu ngon. Trên môi vô hồn giống giọt nước cạn, chẳng đang để nghe, chẳng xứng với mẹ đâu. Sao mẹ vẫn cứ lắng nghe? Giọt nước tầm thường chỉ là nước đã vẫn đủ. Yêu con nên mẹ thương cả khiếm khuyết của con. Từng lời kinh dâng con mong thành tâm xót mê, từng ngày dâng lên mẹ ơi xin giúp con nhé mẹ, cho con xót xắn thiết tha trong từng lời kinh, cậy nhờ mẹ giúp dâng lên tạ ơn cha nhân lành. Lời kinh dâng con mong thành tâm xót mê, từng ngày dâng lên mẹ ơi xin giúp con nhé mẹ, cho con xót xắn thiết tha trong từng lời kinh, cậy nhờ mẹ giúp dâng lên tạ ơn cha nhân. Cậy nhờ mẹ giúp dâng lên tạ ơn cha nhân lành.